Hachiko xin kính chào các bạn. Có nhiều khách hàng đến với Hachiko thì thường đặt vấn đề và hỏi là bên bạn có sản phẩm nào phù hợp dành cho mèo con, chó lớn tuổi hoặc là chó biếng ăn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm hạt mềm Genix. Sản phẩm hạt mềm Genix có xuất xứ từ Hàn Quốc. Đối với hạt mềm Genix dành cho chó thì gồm có hai vị là vị cừu, gà kết hợp với khoai tây. Bên trong của mỗi gói thì gồm có 4 gói nhỏ, mỗi gói trọng lượng là 300g. Với hạt mềm nhỏ, dễ nhai, dễ tiêu hóa và không ngủ cốc, thích hợp cho các bé dễ bị dị ứng với hạt. Còn đối với hạt mềm Genix dành cho mèo thì bên trong cũng có 4 gói nhỏ và mỗi gói với trọng lượng là 300g. Đặc biệt đối với hạt mềm dành cho mèo thì nó có hiệu quả cao trong việc xử lý búi lông. Hạt mềm nhỏ thì có vị cá hồi, dễ tiêu hóa và có thêm omega 3, omega 6 giúp cho các bé dưỡng lông, tránh trường hợp mà rụng lông hay là khô lông. Thì hệ thống Hachiko hiện tại thì đang có các sản phẩm này. Nếu mà bạn nào có nhu cầu hoặc là mua hàng, đặt hàng thì cứ liên hệ đến Hachiko. Tất cả sản phẩm đều có mặt hiện tại tại 3 chi nhánh của shop. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.